Đảo Ngọc Vừng là một trong những hòn đảo lớn trên tuyến đảo Đông Bắc thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, có diện tích khoảng 45 km². Trong những ngày này, quân và dân trên đảo đang cùng nhau lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tại khu lưu niệm Bác Hồ ra thăm đảo, không khí vui tươi phấn khởi của buổi lao động như thúc đẩy tinh thần của mọi người thêm hăng say, như gắn kết tình quân dân thêm bền chặt. Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng thuộc Lữ đoàn Bộ binh Phòng thủ 242 Quân khu 3 đóng quân trên đảo, hoạt động mang tính độc lập. Công tác sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là trong thực hiện công tác dân vận. Có được kết quả này là do Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời bình, xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Đơn vị đóng quân độc lập, do vậy là việc đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ đối với nhân dân trên địa bàn thì là một việc làm hết sức ý nghĩa thiết thực, là đơn vị thường xuyên làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là giúp đỡ bà con nhân dân thực hiện tốt xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và ổn định chính trị xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân. Đó là những việc làm thiết thực của cán bộ chiến sĩ. Qua đó thì tình cảm giữa quân và dân trên đảo càng gắn kết hơn. Công tác dân vận là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa nhân dân với quân đội, quân đội với nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Vì vậy, tiểu đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng địa phương xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên đảo. Đối với các cái hoạt động chính trị ở địa phương giữa quân và dân trên đảo thì được thể hiện các cái cuộc, ví dụ như là giúp các cái hộ nghèo, hộ chính sách thoát nghèo, và đặc biệt là cái chương trình nông thôn mới thì anh em bộ đội chiến sĩ cũng giúp địa phương rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là cái vệ sinh môi trường. Đây là một cái mà rất quan trọng trong cái phát triển cái dịch vụ du lịch. Và cái thứ ba nữa là giữa địa phương với lại đơn vị thì cũng đã có nhiều các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cũng đã động viên được nhân dân, rồi thì anh em chiến sĩ. Công tác thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cũng được đơn vị chú trọng. Ông Lê Văn Di là cựu chiến binh bị chất độc da cam. Con gái ông cũng chịu ảnh hưởng di chứng từ cha. Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng luôn được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn bằng những việc làm thiết thực như một cách để tri ân những người đã có công với đất nước, thể hiện sự gắn bó, gần gũi của quân và dân trên đảo. Nói chung là quân đội và địa phương, ở đây là ở riêng cái đảo này, là rất quan tâm đến những gia đình chính sách như nhà tôi. Và từ xưa đến nay, và các phong trào của bộ đội, rồi của biên phòng, rồi như ngày 27 tháng 7, rồi ngày giáp Tết, cho anh em đến động viên này. Rất là cảm ơn chính quyền địa phương và các đơn vị đóng quân trên đảo đã quan tâm đến chúng tôi. Năm 2017, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đã tổ chức hàng trăm ngày công lao động giúp đỡ nhân dân xã Ngọc Vừng trong sản xuất, làm đường, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, triển khai thực hiện phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Những con đường khang trang, sạch sẽ dần được nối dài, đời sống của người dân trên đảo ngày càng cải thiện. Đây cũng là động lực, tinh thần để mỗi cán bộ chiến sĩ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hoạt động giúp dân. Công việc giúp đỡ dân là một nhiệm vụ thường niên của tiểu đoàn chúng tôi. Tôi cảm thấy rất vui và ý nghĩa khi được tham gia cùng đồng chí đồng đội, giúp đỡ nhân dân qua những buổi lao động và nhận được rất nhiều tình cảm yêu quý của nhân dân dành cho bộ đội. Qua đó giúp cho chúng tôi có thêm rất nhiều động lực để quyết tâm và cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ mà chỉ huy cấp trên giao. Từ những việc làm cụ thể có ý nghĩa thiết thực, quân và dân trên đảo ngày càng gắn bó, đùm bọc và nương tựa nhau để vững vàng trước mọi khó khăn, sóng gió. Đặc biệt trong dịp Tết đến xuân về, việc gắn bó giữa quân đội với nhân dân góp phần xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường giữ gìn an ninh trật tự để bà con trên đảo yên tâm đón Tết trong niềm vui tươi, phấn khởi.